Hello, xin chào anh em. Trước mặt anh em đây là con Pixel 7 Pro. Pixel 7 Pro. Máy này bạn khách bạn mua cũ lại. Và đây là một cái clip mình chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái suy nghĩ anh em đã hiểu sai, anh em đã gọi là nhìn nhận vấn đề nó nhẹ quá để là dính phải những cái tình huống như thế này. Lúc mà anh bạn này anh mang máy đến cho mình, anh nói để sửa những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là máy nó quá hao pin, để qua một đêm nó tụt 50% pin đó, và nó gặp những cái lỗi như là mất cảm biến xoay, mất cảm biến ánh sáng và bị hao pin. Đó là những cái lỗi anh nói máy gặp phải. Quan trọng rằng lúc mà ảnh đi mua máy thì những cái lỗi cảm biến là người chủ máy đã nói rõ với ảnh rồi, ảnh test ảnh biết cái lỗi đó, chỉ là nó không có, ảnh không có test được cái vấn đề hao pin thôi. Và anh nghĩ là cái máy nó chỉ dừng ở cái lỗi đó thôi, không có gì, lỗi cảm biến rồi lỗi không xoay được màn hình thì thôi, mua được cái giá rẻ thì cũng được. Nhưng mà anh về anh xài thì ngay lập tức, ngay trong đêm đầu tiên, anh phát hiện là nó tụt pin nhanh cực kỳ, thì anh đem qua mình kiểm tra. Hiện tại kết quả sửa chữa đã có, máy này hình đã qua nguyên một đêm, bây giờ nó tụt đâu còn có vài phần trăm, mà có nghĩa là nó đã hết lỗi rồi đó, đã giải quyết được cái lỗi hao pin, lỗi cảm biến xoay, cảm biến ánh sáng, xoay tức là xoay màn hình đó anh em, quay về nó không có tự động nó xoay màn á, thì anh đã giải quyết luôn, có nghĩa là máy hiện tại đã full tính năng hoàn chỉnh. Ở đây kinh nghiệm Thịnh muốn nói với anh em là gì, khi anh em đi mua một cái máy mà anh em thấy nó xuất hiện những cái lỗi như lỗi cảm biến mà nó mất toàn bộ cảm biến như vậy, hoặc một cái lỗi nào đó ví dụ như nó mất wifi hay gì, thì anh em đừng có nghĩ đơn giản là máy nó chỉ dừng ở đó và anh em có thể xài lâu dài, nó không phát sinh cái gì khác. Bo mạch điện tử là một hệ thống nó liên kết logic với nhau, khi nó đã xuất hiện lỗi thì phải có một cái nguyên nhân gây lỗi và phải có một cái diễn tiến của lỗi, chứ không phải là nó đứng y vậy hoài, nó không có phát sinh cái gì thêm. Thì máy này mình kiểm tra như thế nào anh em, máy bị vào nước đó, anh đâu biết máy bị vào nước, anh cứ nghĩ là máy này và lỗi cảm biến vậy thôi, và nguyên nhân lỗi sao anh cũng không quan tâm. Nếu mà ngay từ đầu ảnh được thông báo cái máy này bị vào nước thì có thể ảnh chần chừ hơn, hoặc là ảnh không đưa ra quyết định mua à, nhưng mà ảnh chỉ nghĩ là nó lỗi cảm biến thôi, mà ảnh không biết cái nguyên nhân gây lỗi cảm biến là do nó vào nước. Vào nước thì nó làm lỗi cảm biến hệ thống IC là một chuyện, và thứ hai đó là nó chạm chặt trong chỏng, nó gây ra hao nguồn là chuyện thứ hai. Nên là anh em hãy cẩn thận đối với việc mà mua máy cũ ha. Nhưng mà rất may mắn mình chuyên về sửa dòng Pixel 6 Pro, 7 Pro, mình đã có sự đào sâu rất là lớn nên là mình xử lý được cho ảnh. Máy này nếu mà không chuyên đối diện với một con máy vào nước trên Pixel 7 Pro, một dòng máy khan hiếm linh kiện, lạ lẫm về kết cấu đó, thiếu thốn về kinh nghiệm sửa chữa nữa, thì người thợ nào không chuyên dính phải con này là chết ngay, chết cả thợ và chết cả khách luôn. Chết cả thợ là lố quá, là một hồi nó mất nguồn, là không có linh kiện để mà xử lý, không có đồ để mà đền cho khách. Còn chết cả khách đó là anh khách này anh mua máy rồi, đã tốn tiền rồi mà gặp người thợ người ta không biết làm cái máy này nữa, người ta làm một hồi nó lầy ra, cuối cùng là đứng đến cái nguy cơ là mất trắng rất là cao đó. Nên là nói chung cũng có cái may mắn ha, anh em biết đến mình thì mình chuyên về cái này, mình làm được thì mình xử lý được cho anh em. Đó, giống như Thịnh nói, tất cả những cái gì mình đã đăng lên đây là mình rất là chuyên rồi đó, mình không có đăng bừa, cái nào mình đăng được là mình làm được ha. Còn cả những cái nào mình chưa đăng, một là mình không chuyên, hai là mình chưa có dịp đăng đó, nên là anh em yên tâm, anh em đã biết đến mình qua những cái clip thì những cái vấn đề đó của anh em là mình chuyên sâu và sẽ giải quyết được cho anh em rồi. Ok, Pixel 7 Pro Thịnh đã làm những cái bệnh phức tạp và đơn giản, trải dài thay kính rồi vân vân, và là sửa lỗi main. Anh em nào cần tư vấn anh em cứ liên hệ trực tiếp, dòng Pixel Thịnh vẫn tiếp tục theo đuổi và giải quyết cho anh em những cái vấn đề lỗi kỹ thuật xung quanh nó trong suốt quá trình anh em có thể gặp phải ha. Bye bye.